Xin chào các anh chị các bạn. Chúc anh chị và các bạn buổi tối tràn đầy niềm vui. Một buổi tối thật là ấm áp. Các bác nhìn thấy cái lộc đỏ kia chưa ạ? Đó. Lộc đỏ, rất nhiều lộc đỏ. Và rất nhiều vườn đến thời điểm này đã lộc ra rất nhiều. Chúc Tết phát tài phát lộc các bác ạ. Có lộc ngay nhá. Năm nay nó kẹp lộc rất nhiều. Rét rất nhiều nhưng mà nó lộc ra cũng rất nhiều các bác nhé. Bình thường ấy, cái lộc vải này này, nhỉ, chúng ta thấy là nó rét thì nó sẽ bị teo lộc. Nhưng mà năm nay cảm thấy là như này là kiểu gì nó cũng thành lộc này, thành lộc đỏ này. Đấy, phun kẹp lộc các thứ. Rất nhiều các bác xử lý, nhỉ, ai cũng xử lý cả thôi. Nhưng năm nay nó ra tương đối nhiều. Đấy, đây vải thiều chính vụ các bác. Nó dạng hàng gang này này các bác này. Đó. Đấy, hàng gang Thanh Hà, vải ngọt đều kẹp hết các bạn ạ. Hai loại này. Chỗ này gọi là trượt lên trượt xuống rồi các bác nhé. Chỗ này trượt này là trượt lần thứ hai rồi. Nhưng mà năm nay nó phát tài phát lộc thế chứ nị. Tài thì không thấy phát nhưng phát lộc các bạn ạ. Đây lộc vải đây. Đó. Đây, mời các bác ra phía cổng này nhé. Cũng vậy các bạn, một số vẫn còn im lắm. Đây này, các bạn này. Này, đá trắng này. Nếu năm nay mà không quá cuối tháng riêng này mà không có hoa thì coi như hỏng luôn nhé các bác nhé. Không chờ đến tháng 2 có hoa được. Những cây này thì một số vẫn còn im thít đấy. Đây, các bạn nhìn này. Một số thì đã ra dài, một số thì kẹp lộc. Nói chung là cái việc mà ra lộc lá năm nay nó báo rất là lôm côm nhá. Lồm cồm đến bất ngờ phải không các bác? Thời tiết thì năm nay thì nói chung là đã rét thì nó rất là phù hợp cho hoa vải. Thế nhưng mà cũng không hiểu tại sao mà năm nay nó lại kẹp lộc nhiều thế. Cứ xử lý kẹp hoa kẹp lộc xong nó lại ra tiếp nhé. Nó lại có đá lộc nữa tiếp này. Đấy, này. Đó. Đây các bác. Nhìn thế này thì sau lá nó ra rất là to. Nếu lá hoa ra nhiều thế này thì hoa kém. Mà rõ ràng là rét rất nhiều các bác nhé. Lộc rất đẹp này các bác này. Lộc ba, lá ban ban cũng đẹp này. Ôi chết rồi. Nó lại bị nước nó vào cam các bác nhé. Em lau qua thì đã nhé. Để cho nó nét hơn này. Đó. Thời tiết mấy hôm nay nó đang mưa phùn ẩm rất là khó chịu. Cái thời tiết này nó giống như kiểu thời tiết hoa vải nở ấy. Nhưng mà nó chưa ấy đâu nhé. Khi nào đến thời tiết mà hoa vải nở ấy, thì nó mới cả mưa phùn, đúng không nhỉ? Mưa dài ngày. Nếu như mấy hôm nay nó đang theo kiểu như vậy. Thời tiết nó nồm ẩm, mưa nhiều, nhiệt độ, độ ẩm rất lớn luôn. Ẩm như này thì đã rét thì nó lại giống như kiểu rét thì lộc nó hạn chế lộc được ấy. Nhưng mà ẩm nhiều thì lộc nó lại đẩy mạnh. Cộng với hoa cũng đẩy mạnh. Đấy, đây, nó ra tưa tủa luôn các bác nhé. Mùa 2022. Nhiều vườn các bác nhé, nhiều vườn đến thời điểm này xử lý lên xử lý xuống là vẫn cứ đỏ au. Nói chung là nó ra sớm hơn một tí là đỏ. Đây, ví dụ như cây này các bác này. Đấy, đỏ này. Chỉ còn khoảng tầm tuần nữa là cả cây màu đỏ luôn các bác ạ. Và hoa nó sẽ kém. Đấy, các bác nhìn thấy không? Đấy, cây này là cây Thanh Hà ghép này. Đấy. Đây này các bác nhìn này. Xử lý mà vẫn không ổn. Nói chung là năm nay làm tương đối khó khăn. Đấy, còn các chuyên gia các bác cũng chia sẻ rất nhiều ở trên kênh YouTube rồi, rất nhiều cái diễn đàn. Thì các bác cùng comment lên xem là nhận định tình hình của các bác như thế nào và cũng như vải của các bác hiện tại đến thời điểm này ra sao các bác anh chị nhé. Để chúng ta cùng giao lưu và thấy được cái gọi là cơ bản ở cái mức độ là cái lộc lá hoa đến thời điểm này xem thế nào nhé. Đây, đây. Tuần nữa thì cây nó sẽ đỏ bao trùm hết. Tuần nữa thôi. Đấy, nhìn đã thấy đỏ hết rồi này. Hoa nó rất là kém. Đây, hoa nó gầy. Đấy, hoa gầy này. Lá nhiều này. Đấy, hoa này, hoa gầy này. Lá lên hoa teo này, rụng này. Nó rằng là phun ức chế hoa, ức chế lọc, đủ thứ kiểu đúng không nhỉ? Khó khăn.
Thời tiết hôm nay thì nó mưa nhưng nó nhiệt độ nó tăng lên một chút các bác nhé. Tăng lên một chút. Hôm qua là 12 13 độ nhưng hôm nay lên 16 15 16 độ, nó dễ chịu hơn. Thì đương nhiên là cái việc mà nhiệt độ lên ấy, thì hoa nó sẽ phát triển nhanh hơn, tức là nhiệt độ ấm ấy, ấm ẩm này thì hoa lá nó sẽ phát triển cực nhanh luôn nhé. Và sau một tuần nữa thì các bác nhìn thấy nó sẽ rõ hơn rất là nhiều. Hoa thế nào, lộc ra sao, tuần hoặc chục ngày nữa, khoảng khoảng đôi mươi nhé, đôi mươi tháng giêng thì sẽ rõ được hết, được mùa hay không hay mất mùa thế nào hay hoa ra sao thì nó sẽ thể hiện được rõ nhất nhé. Hai bà đi đâu về đây? Vâng, các bà. Phía nói chung là nếu có cam thì em sẽ quay để rõ hết được cho các bác biết nhé, để nhìn thấy rằng là cái việc mà lọc lá nó sẽ dài như thế nào nhé. Đây, một số thì ra ngắn, một số thì vẫn còn đen đen, nên một số như thế này thì cũng nó mới ra thôi nhưng cũng đã kèm rồi các bác này. Đấy, đã kèm lọc rồi này, hoa kèm lọc này. Còn cái đống dài hơn thì nhìn thấy rõ rồi đấy nhỉ. Vải vải thiều chính vụ này, vải thanh hà này. Cái vải thanh hà này gọi là vải thanh hà thôi các bác anh chị nhé, tên gọi quen thuộc của bà con lục ngạn thôi, nhưng thực ra nó không phải gốc thanh hà mà nó gọi là vải tàu phấn tàu lai nhé. Bởi vì rất nhiều các anh chị cũng hỏi điện, hỏi nhắn tin vậy thì nó có phải thanh hà hay không, nhưng mà thực ra tên gọi ở trên lục ngạn nó gọi là thanh hà cho nó quen miệng thôi, chứ không phải là cây vải thanh hà gốc thanh hà Hải Dương đâu nhỉ. Táo bà con đang chặt này, mấy hôm nay mưa cũng không chặt nữa này. Cam cuốc đi này, trồng táo này, đấy trồng vườn táo mới xuống này. Đó, bên kia là cam bưởi này. Đó. Còn vải đây nhỉ. Hoa bưởi thơm lắm các bác ạ, các anh chị ạ. Cực kỳ thơm. Thơm lắm. Đây. Ui, hôm nay ra đấy cái đầu đầu ngõ ngõ này thơm thế. Thơm thơm đến nức nở luôn ấy. Hôm nay biết là cây này rất nhiều hoa. Đấy, mùa hoa, mùa này là mùa hoa bưởi nở này. Đấy, trắng luôn này, đẹp không? Đó. Mùa xuân mà, hoa cây trái đơm hoa cứ lọc thì đương nhiên là nó không ra hoa thì nó ra lọc. Vải này cũng thế thôi. Đấy thì cập nhật với các bác các anh chị một chút cái tình hình lọc lá nhé. Còn kỹ thuật thì các anh chị có thể tham khảo bằng cách là phun diệt lọc, ức chế lọc nhé. Rồi thì đến thời điểm này cũng chỉ còn thế thôi, chờ may hơn khôn nữa thôi, chứ cũng chẳng còn chờ cái biện pháp gì cả. Đấy, chờ nếu ra hoa thì ăn hoa, mà ra lọc thì mất mùa. Đấy, còn cái cách xử lý thì đã là cách đây ủ hoa rồi diệt lọc rồi, chứ bây giờ thì nói chung là cũng phun được, nhưng mà đây với những cái tầm này thì vẫn có thể hạn chế được nhé, tầm này thì vẫn có thể hạn chế được, nhưng mà năm nay diệt rất nhiều rồi, ức chế rất nhiều rồi, nhưng mà con thua. Đấy, tóm lại là như vậy, thời tiết năm nay làm lọc vải tương đối khó khăn. Đấy thì chia sẻ và cập nhật với các bác một chút cái tình hình vải về vải thiều lục ngạn nhé, ra hoa thời điểm 11 tháng giêng năm Nhâm Dần nhé, loanh quanh chỉ 2 3 tháng nữa thôi nhỉ. Khi mà vải nở hoa xong một cái nhỉ thì là nắng ấm lên, nắng lên vào tháng 3 tháng 4 nhỉ, là lại lại chuẩn bị đón vải chín nhé các bác nhé. Đấy, còn đến thời điểm này thì rất nhiều vườn đã chín theo kiểu này rồi các bác này. Đấy, lộc đỏ ao luôn. Cam quả vặt đồi, cam quả đồi lộc đỏ hết đúng không nhỉ? Đặc biệt là những năm nay những cái cây nào nó thiếu lộc nhé, thiếu lộc thì kiểu gì kiểu nó ra lộc rất mạnh. Đó thì cũng xin cập nhật với các anh chị một chút cái tình hình như vậy. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi. Hẹn gặp lại các anh chị ở các clip tiếp theo. Xin chào và gặp lại các anh chị buổi tối rồi. Chúc tất cả mọi người, các anh chị xem video một buổi tối ấm áp bên gia đình. Và chúc bà con chúng ta nông dân sản xuất trồng trọt, trồng cây ăn quả nói chung thì được mùa được giá, trong đó có bà con Lục Ngạn làm vải thiều nhé, chuẩn bị đón vụ vải thiều 2022 được mùa bội thu. Khi xem video các anh chị thấy đem lại giá trị, có giá trị ý nghĩa thì các anh chị cũng không quên để lại một lượt like, chia sẻ cũng như là đăng ký kênh để cập nhật những cái video mới nhất. Còn những cái vấn đề về chia sẻ, những vấn đề về kinh nghiệm và những cái góp ý thì các anh chị có thể comment ở dưới video, hoặc là những
những cái nhận định của mình đúng nhỉ, hoặc trực tiếp gọi điện cho em theo số điện thoại 0368052750 để chúng ta cùng giao lưu và cũng học hỏi từ các anh chị về kỹ thuật làm vải, cây vải thiều nói chung cũng như là cây ăn quả nói, cây vải thiều nói riêng cũng như cây ăn quả nói chung. Xin cảm ơn các anh chị đã theo dõi. Hẹn gặp lại các anh chị ở các clip tiếp theo. Xin chào.